Điều gì khiến bạn có động lực đi làm mỗi ngày? Môi trường làm việc thân thiện. Biết tin gì chưa? Gì? Thằng Tuấn đời người một lúc tán ba em. Đúng là cái thứ con kia vừa hả? Này, làm sai tay rồi bà. Tay này mà, tay này cũng được mà. Bà đã làm sai rồi bà còn ngang à? Mày khó tính nhá, sao tay này cũng được không? Sếp tuyệt vời. Dù lương khởi điểm chưa cao, nhưng quan trọng là môi trường làm việc ở đây tuyệt vời. Làm ăn như này à? Đi ra đường đừng đội mũ bảo hiểm nữa. Sợ. Tại sao ạ? Cậu làm ăn như mất não thế này thì cần gì phải đội mũ bảo hiểm? Đồng nghiệp tốt. Tới đây. Tôi còn mấy cái leo ông cắn hộ tôi nhé. Ông mày cái đồng ý đi chơi. Trông giống bác sĩ hơi nhiều. Trông được ấy, trông cũng ngỡ phết. Cắn hộ nhé. Tất nhiên, đó đều không phải động lực của tôi. Mà đây mới là động lực của tôi mỗi ngày. Sau khi hết giờ làm là lúc tôi được ngắm nhìn cô ấy một cách trọn vẹn. Thu ơi, à, anh có cái vé xem phim tối thứ 6 này, định rủ em đi cùng cho vui mà. Anh cảm ơn, nhưng mà dạo gần đây em bận quá, toàn vé OT thôi. Để khi khác vậy anh nhá. Thế thì để khi khác vậy. Không sao đâu. Không sao đâu. Đúng. Tôi khác cái nhà ở chỗ. Với em, một thằng loser như tôi làm gì có cửa. Sorry. Ê Tân, xem giùm tôi cái máy cái. Nó lại bị ấm sao? Đây tôi xem nào. Ít ngay mà virus đi mà. Tôi bảo ông rồi, vào trong web xem ít thôi. Tí nữa mang máy lên phòng tôi nhá. Cả đi nguyên nhá. Gì? Hình như thằng Tuấn ấy, nó tàn lôi cả em Thu hay sao ấy. Xong rồi phụ với em nó. Sáng nay thấy khóc lóc ghê lắm. Chào em. Tối nay em rảnh không? Mình đi ăn hàu nhá. Anh biết một quán hải sản ngon lắm. Nhá. Thằng kia. Thằng là chó này. Tôi nói rồi, tôi có quen Thu đâu. Thế sao thằng Minh bảo ông... Thằng Minh nói gì? Ông bị điên à? Ông đoán bừa thế mà cũng nói với tôi được à? Khổ quá, tại tôi thấy em Thu cứ khóc khóc trên bàn xong này né thằng Tuấn thì tôi mới nghi ngờ. Đùa ông anh ông thật sự luôn ấy. Ông anh Tân. Cảm ơn anh nhá. Ôi dồi ôi, dùng thật đi. Alo. Trưa nay, thật ra em xem một bộ phim tình cảm, cảm động quá, nên em khóc đi mà. Dù nhầm lẫn, nhưng anh vẫn có ý bảo vệ em. Nhưng mà cũng đáng đời lão Tuấn ý lắm. Lão ý Sở Khanh, làm khổ biết bao nhiêu chị em trong công ty mình. Bây giờ mọi người đang hả hê và cảm ơn anh lắm đấy. Ừ, đúng rồi, đáng đời thật. Anh trường đi. À ừ, đây. Bên này. À. Phải chăng? Tấm lòng thành nào rồi cũng sẽ được đền đáp. Cả phòng ơi, chị thông báo nhé. Từ ngày mai thì Thu sẽ nghỉ việc ở công ty mình, nên là trưa nay cả phòng ta cùng làm một bữa để chia tay với Thu. Nhưng niềm vui thì ngắn mà nỗi buồn thì dài hơn sông Volga vậy. Để khi khác vậy anh nhá.
Ai bảo với anh là những thứ đã qua thì không thể quay lại được. Dùng Viettel TV, em tua lại được suốt. Với ứng dụng Viettel TV, chỉ cần một tài khoản là có thể xem truyền hình trên cả hai thiết bị đồng thời là Smart TV và Smartphone. Viettel TV cho phép xem lại chương trình trong vòng 7 ngày, tua lại 100% các kênh trong 2 giờ, nội dung đa dạng từ phim tình cảm đến bóng đá, tennis. Đặc biệt, Viettel TV có tính năng pairing rất hay và còn miễn phí data khi xem trên smartphone với thuê bao Viettel nữa. Em nói cứ như là quảng cáo ấy nhỉ? Đúng là tiện thật đấy. Thôi thì anh chúc em may mắn với công việc mới nhá. Anh đi đây. Anh Tân, sắp có phim mới rồi, anh xem với em nhá. Với cả dù em chuyển chỗ làm nhưng không có nghĩa là mình sẽ không gặp nhau nữa mà, đúng không? Không có gì, lần sau có gì gọi anh nhá. Tôi đã bảo ông rồi, vào trang web xem ít thôi. Thì nữa mang máy lên phòng tôi nhá, tôi cài cho mình nhá. Thằng chó! Sao mày dám làm thế với cô ấy? Mày không bao giờ xứng đáng với tôi đâu, thằng chó! Thằng Tân nó để lại cho cháu đấy, nó dặn chú đừng kể với ai. Nói có lý nhỉ. Ai bảo những gì đã qua thì không thể quay lại? Còn bạn, động lực đi làm mỗi ngày của bạn là gì?